Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 17 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của bài 17 này là Tai rỉn cung ở vô tờ khoai lơ nữ hải. Tai rỉn cung ở vô. Ở vô là cái ốc tai, tức là một bộ phận trong cái trong tai của mình để mà mình có thể nghe được. Nếu mà cái ốc tai của mình bị tổn thương hoặc là bị tật gì đó thì mình sẽ không nghe được. Bây giờ ta có rỉnh cúng ở quá, rỉnh cúng là nhân tạo. Như vậy là rỉnh cúng ở quá này, ốc tai nhân tạo có nghĩa là mấy cái máy trợ thính á. Tai rỉnh cúng ở quá, như vậy là mang ốc tai nhân tạo hoặc là mang máy trợ thính. Rồi tơ khoai lên nữ hải, thì câu nào có cái chữ tơ mình dịch phía đằng sau dịch lại. Như vậy dịch là cái cô gái vui mừng, cô gái vui mừng mang ốc tai nhân tạo hay là mang máy trợ thính. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần xem có nắm bắt được nhiều không trước khi mình giải thích chi tiết nội dung của bài nhé. Rồi ta bắt đầu nào. Song Xiao Thiện, jin nian 15 tuổi, shi Trung Quốc Quảng Xi ren. Ta song xiao tiếng bu dao sheng yin, bu hui shuo hua. Ta qu na li dou yao ma ma de bang zhu. 2020 年9月，腾讯公司送给松小婷一个人工耳蜗，她和妈妈都非常高兴，因为这个耳蜗让她听到了声音。现在她可以一个人去学校，去坐车，去商店了，她非常快乐，她说他希望能去北京上大学。Và sau đây mình xin giới thiệu nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Song Xiao Thiện, Song Xiao Thiện, Song này là họ Tống. Xiao là chữ hiểu. Ví dụ có vấn đề gì đó mà nó ở của Xiao tớ đó, tôi không hiểu được. Tôi không hiểu nổi tại sao như vậy. Của trên đó của Xiao tớ. Rồi, chữ Xiao này là hiểu nhưng mà nó không có dùng phổ biến rộng rãi giống như từ tùng. Ví dụ của số nì thiên tùng má, nì thiên tơ tùng má, ví dụ thế. Thì cái từ xèo này là hiểu nhưng nó không có dùng phổ biến bằng. Rồi chữ thiển là chữ đình. Xung xèo thiển là tống, hiểu đình. Bản thân một cái từ đình có nghĩa là tươi đẹp. Mấy cái cô gái Trung Quốc có khi thường được đặt tên là thiển thiển là đình đình. Chúng ta xem mấy cái phim Trung Quốc này nọ thì chúng ta có khi thấy có cái tên đó. Rồi, Xung Xiao Thiện chi nhánh sử vụ xuê, Tống Hiểu Đình năm nay 15 tuổi, sư Trung Quốc Quảng Xi Rễn. Sư Trung Quốc Quảng Xi Rễn là người Quảng Tây Trung Quốc. Tha Xung Xiao thiên bố đo sân yên. Tha Xung Xiao cô ấy từ nhỏ, hoặc là từ nhỏ cô ấy thiên bố đo sân yên là không nghe được âm thanh. Thiên bố tao tức là bố nẫn thiên, thiên bố tao bổ ngữ chỉ khả năng. Thiên bố tao là không thể nghe, sân diên là cái âm thanh hoặc là cái tiếng động gì đó cũng được. Cô ấy từ nhỏ không có nghe được âm thanh. Bố huy số hoa không biết nói chuyện. Như vậy là những cái người mà bị câm là do phần lớn là do họ bị điếc, họ không nghe được nên họ không có thể nói được, họ không học và không nói được. Bố huy số hoa không biết nói chuyện. Tha suy nã lì tô giao ma mà tờ phan ru. Cô ấy đi đâu, suy nã lì là đi đâu. Tô giao là đều cần ma mà tờ phan ru, là sự giúp đỡ của mẹ. Cô ấy đi đâu cũng phải cần sự giúp đỡ của mẹ hết. Tha suy nã, tô giao ma mà tờ phan ru. 2020 nén chiều yue, tháng 9 năm 2020, Thần Xuyên cũng xưa, Thần Xuyên là công ty Tencent á. Công ty Tencent là nó có rất nhiều những cái ứng dụng, ví dụ như hồi trước chúng ta hay có QQ đồ này nọ là của Tencent á. Thần Xuyên cũng xưa là công ty Tencent, một cái tập đoàn truyền thông của Trung Quốc, tập đoàn gọi là cực kỳ lớn của Trung Quốc. Xung kề, Xung Xèo Thiện tặng cho Tống Hiểu Đình ý cơ rỉnh cúng ở quá, tức là một cái máy trợ thính hay là một cái ốc tai nhân tạo gì đó gọi là máy trợ thính. Tha hở ma mà tôi phải sẵn cao xin. Tha hở ma mà tôi phải sẵn cao xin. Cô ấy và mẹ được cực kỳ vui mừng.
hết sức vui mừng. Yên quê, trừ cơ ở quá rằng khá thiên to là sinh viên, bởi vì trừ cơ ở quá là cái ốc tai này hoặc là cái máy trợ thính này. Rằng khá thiên to là sinh viên, làm cho cô ấy có thể nghe được âm thanh, có thể nghe được tiếng. Xin chào, ta có thể một người đi trường học. Hiện tại, ta có thể một người đi trường học. Bây giờ cô ấy có thể một mình đi tới trường, một người đi trường học. Đi xe xe là ngồi xe, rồi đi sắm tiền là đi cửa hàng, đi sắm tiền rồi. Hiện tại, ta có thể một người đi trường học, đi xe xe, đi sắm tiền là đi cửa hàng, đi sắm tiền. Ta phi chẳng khoai lơ, khoai lơ đây là bằng với cao xin thôi. Ta phi chẳng cao xin, cô ấy cực kỳ vui mừng. Phi chẳng khoai lơ cũng vậy. Ta số là cô ấy nói, ta si quang nẫn suy bày chiến sang ta sửa. Cô ấy hy vọng nẫn suy bày chiến sang ta sửa, có thể đến Bắc Kinh để học tập, học đại học. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 17 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người nhớ là học từ trước. Nếu mà những ai mà có học viết, học từ trước, sau đó rồi tập kể lại, tập kể làm sao mà thật là thuần thục, như vậy thì mình mới có thể gọi là thành công khi mà học cái bài này. Chúc mọi người học thật vui.